không hề tốn kém, chỉ dưới 1 triệu tôi đã có thể mua được bồn cầu thông minh như thế này. Bồn cầu nhà ai cũng có thể áp dụng được hết. Sản phẩm này có tên là thiết bị rửa vệ sinh thông minh Luva. Ban đầu thì tôi cứ nghĩ là các sản phẩm bồn cầu thông minh đắt tiền nhưng có dám mua đâu. Hôm nọ thì anh hàng xóm sang chơi giới thiệu cũng thấy hay mà giá cả hợp lý nên là cũng mua một cái dùng thử xem sao. Dưới 1 triệu mà dùng cũng ổn lắm. Mình cứ dễ dùng, dễ thao tác là mình thích. Vặn nút tròn như thế này thôi, tự điều chỉnh áp suất, vặn sang hai bên để thay đổi chế độ. Thao tác đơn giản hơn nhiều so với dùng giấy và vòi xịt cũ, sạch sẽ, không tốn giấy tốn nước. Nhất là nhà có người lớn tuổi là có thể tự chủ động vệ sinh mà không cần phải nhờ đến con cháu. Thế thôi là quá đủ rồi. Nhà có người lớn tuổi nên mua dùng ngay nhé.